Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu và lệch đông nên sáng nay ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ kèm với sương mù khiến cho độ ẩm trong không khí ở mức cao trên 80%, thậm chí là ở khu vực ven biển còn đạt mức bão hòa 100%. Hiện tượng nồm ẩm xuất hiện trở lại và tình trạng này sẽ còn lặp lại vào đêm nay cũng như là sáng mai. Đến trưa chiều thì trời tạnh ráo hơn, có nắng nhẹ với mức nhiệt cao nhất tại khu vực phía Đông Bắc Bộ phổ biến ở khoảng từ 23 đến 25 độ. Trong khi đó ở các tỉnh phía Tây Bắc như là Lào Cai, Yên Bái, Sơn La hay là khu vực Hòa Bình, Lai Châu, Điện Biên trời vẫn có nắng sớm. Nhiệt độ vì thế ở mức cao từ 26 cho đến 28 độ. Các điểm như là Mường La hay Mường Lai thì nhiệt độ còn cao tới ngưỡng là 29 đến 31 độ. Cũng tương tự như các tỉnh phía Nam Đồng bằng Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Hà Tĩnh sáng sớm nay cũng xảy ra hiện tượng sương mù nhẹ và lác đác có mưa nhỏ xuất hiện. Tuy nhiên từ khoảng sau 8 giờ thì thời tiết sẽ khô ráo hơn. Vào trưa chiều có nắng nên nhiệt độ tăng nhẹ ở mức là 26-27 độ. Trong khi đó, các tỉnh từ Quảng Bình trở vào đến Bình Thuận đều phổ biến không mưa, ngày có nắng sớm với nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh từ Quảng Bình trở vào đến khu vực Quảng Ngãi là 28 đến 30 độ. Với các tỉnh thành phố từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận thì nhiệt độ cao hơn, dao động từ 30 cho đến 32 độ. Với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, hôm nay cả hai nơi này đều có nắng sớm, nắng mạnh. Tại Tây Nguyên, mức nhiệt cao nhất trưa chiều ở các tỉnh Kon Tum, Gia Lai là 33 đến 34 độ. Ba tỉnh còn lại là Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng, nhiệt độ cũng cao từ 30 đến 32 độ. Còn tại Nam Bộ, những điểm nóng 35-36 độ vẫn tập trung tại các tỉnh miền Đông và có xu hướng mở rộng xuống cả khu vực miền Tây, tới cả khu vực Vĩnh Long, Đồng Tháp. Các nơi khác của miền Tây nhiệt độ cũng ở ngưỡng cận nóng 33 đến 34 độ. Trên biển, hôm nay thời tiết tại huyện đảo Hoàng Sa phổ biến là không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông ở mức cấp 4. Còn tại khu vực huyện đảo Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông, khiến cho tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc ở mức cấp 4, cấp 5.